Trước tình hình giao thông phức tạp, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có văn bản về việc thành lập đoàn công tác do ông Quốc Việt Hùng làm trưởng đoàn, làm việc tại một số tỉnh thành phố khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai, dự kiến vào ngày 14 tháng 11 năm 2023. Theo đó, Đoàn Công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kiểm tra đông đốc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, Nội dung làm việc nghe báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh về kết quả triển khai nhiệm vụ kết quả năm an toàn giao thông quốc gia 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, triển khai quán triệt chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. Nghe địa phương báo cáo kết quả đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ giải pháp những tháng còn lại nghe kiến nghị của tỉnh Đồng Nai để cùng xử lý những vướng mắc, thực hiện tốt hơn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.